hát bài. Cười đây, tươi lên nào. Tươi hết cỡ nào. Hai, ba. Tươi lên, nhìn lên. Được anh, cười lên. Tươi hết cỡ lên nào. Lên ảnh nó mới đẹp. Đấy, ủi, để tránh thế nhỉ. Đứng nuôi lên, đứng nuôi lên. Đứng cao lên. Đấy, cao lên, thế. Rồi. Các bạn đứng sát với nhau thôi một tí nào. Hai, bạn cười lên. Hai, bạn cười lên. Bạn áo hồng đứng cạnh Đức Anh, đứng thẳng người lên. Không cong cong, mười. Ngọc đứng ngay người lên. Đấy, con đứng thẳng lên. Hai, bạn. Rồi. Cười nào, cả rồi. Nhà cười hết cỡ đi. Hai, bạn. Rồi, đứng ạ. Đổi tư thế đi. Ờ, các bạn đổi tư thế đi cho sạch điệu nào. Đấy chưa ạ? Xong con lấy bóng đỏ đấy. Con đưa lên con xong đi, đổ đổ lên bóng xanh. Bóng tuyết để bóng thôi. Không che mặt con đấy nhỉ. Hai bạn xong cười thế nào, xong che mặt buồn con. Cười hết cỡ lên. Dê khoe cái răng xuống lên nào. Cười nhây răng lên đi anh. Rồi lên. Ai chẳng xuống răng mà bị giấu làm gì. Ai chẳng qua giai đoạn xuống răng. Các bạn giơ bóng bay lên nào. Giơ bóng bay lên. Cứ không che mặt bạn làm xong nhá. Đấy, đúng rồi. Hai bạn. Rồi, được rồi đấy bạn. Hai bạn. Tuyết kìa bị tay che mặt của em che mặt được kìa. Nhìn vào Thái với cả cô Hà nhá. Hai bạn. Rồi, ui rồi đấy đây được hết nhỉ. Rồi. 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 Giơ cao lên. Rồi, giơ cao lên nào. Rồi, hai, hai bạn. Rồi, hai bạn. Cười đi Đức Anh cười đi. Hai ơi ơi con của con sao nó cứ lắc lư con cầm hai tay đi. Rồi, giơ cao lên, che mặt rồi. Giơ cao lên. Giơ thẳng lên trên đầu. Đấy, đấy, rồi, ui đấy, đẹp vậy. Rồi, bạn, rồi đấy, đẹp đấy. Hai bạn rồi. Rồi. Đây. Rồi đấy, đẹp đấy. Các bạn nhìn tập trung nào. Tập trung nhìn vào đây, nhìn vào đây, đứng sát vào nhau. Sau rồi bạn nào cũng phải cười tay tay lên chứ. Tươi lên. Hai bạn. Lại đứng sát ạ. Giơ cầm một siêu nhân đẹp thế mà sao cứ muốn nè, con mặt muốn nè. Hai bạn. Rồi, ui rồi. Hai bạn, rồi. Ngay lưng lên. Rồi, thẳng lưng lên. Hai bạn. Rồi, ok. Bắn tiếp vào đi. Rồi. Hai chị em bảo ai nhau xem nào. Hai chị cháu đấy. Rồi. Tươi lên. Hai bạn. Đức Anh nhìn vào cam bố nha. Cười tít cả mắt không nhìn. Đức Anh sử dịch sang trái một tí. Nhìn này, tươi lên. Hai bác cháu với nhau bắt tay nhau cái nào. Bắt tay chúc mừng, bắt tay, tay phải bắt tay. Rồi, đấy, đấy. Đúng rồi. Hai, như là hai nguyên thủ quốc gia chứ. Bạn đã buồn thế. Như hai giám đốc đấy. Rồi. Nào. Nào. Hai bạn bắt tay nhau để. Chúc buồn thế. Bắt tay cười cười lên nào. Ngang qua nhau thì qua. Bắt tay nhau nào, bắt tay cười lên. Đấy, đứng sát rồi xong mới đang bắt. Đấy, rồi. Rồi, đấy. Cười lên. Rồi. Rồi, lại lắc tay đàng hoàng nào, lắc tay đây, bắt tay rồi lắc tay đây. Rồi, hai bạn. Rồi, đấy, kinh quá nhỉ. Rồi, được rồi. Mình cười. Được rồi. Ok. Kiểu đâu thấy gái lại tự nhiên ngứa hết cả đầu. Hai. Cậu siêu nhân đi.
tớn tác lên hết lên đấy đâu nhá. Rồi, ok. Rồi, bạn tiếp theo. Mấy con đừng tạo đứng thế, đừng tạo nó cách. Ôi không. Ôi trời ơi, đặt nhạc. Các bạn mà dắt tay nhau. Quàng tay nhau, mà dắt tay nhau, quàng tay nhau cái. Quàng vai nhau nào, bá cổ nhau cái nào, quàng vai cái nào, quàng vai, quàng vai để đúng rồi, đứng sát vào. Quàng vai nào, bá cổ cháu nào, bá cổ, bá cổ. Đấy, thế đúng rồi. Hai bà cháu tươi đây nào. Hai bà. Rồi bà ngồi xuống đi, bà ngồi xuống đi. Em ngồi xuống. Bà quỳ, chân thì đứng từ ngang tầm cháu, ngang cao lên đấy bà. Đức Anh qua bá cổ bà quỳ xong Đức Anh bá cổ bà ôm cổ bà. Bà quỳ lên một tí. Đấy, đúng rồi. Yêu bà. Rồi, hai bạn. Rồi, hai bạn. Rồi, đẹp đấy, hai bạn. Quay siêu nhân ra đây một tí. Qua mặt siêu nhân ra đây nhé. Rồi, hai bạn. Rồi, hai bạn. Đây là quay nè. Tươi lên nào, ai nhớ tươi lên nào, tươi hết cỡ đi. Để con đi cho dưới hương, để con dưới hương, nào đi nhá. Dưới hương, dưới hương, đi nhá. Đi nhá, đi nhá, đi nhá. Đi nhá, đấy, được không? Ok. Đấy, bây giờ cho con em một kiểu là mấy bánh sinh nhật nhá. Ôi, đi nhá. Đi Hà bê bánh và tặng cháu đi. Đây, đưa anh, à đây. Đưa anh đứng đấy để nhận. Con đấy đi, con quay mặt vào cái gì? Quay gì? Đấy, hai tay ra đón nhận, không cần nhìn đây. Xinh. Nhìn đây. Các bạn nhìn đây. Rồi, bạn thấy mà. Đứng sát vào thơm em đi. Con sờ đầu em đi. Cúi xuống thơm em đi. Cúi xuống thơm em. Yêu em nè. Yêu em đi. Quay sang. Ôm em. Ôm em đi. Anh cười à, Cubi cười à. Nhanh lên đi em, cười thì tranh mất giờ kìa. Thế thôi mà, nhanh lên. Cả gì hà vào đi. Đỉnh ngồi rồi đấy. Mà Thúy với cậu Lâm vào luôn đi. Ngay lên nè. Cười lên nào. Hết cỡ đi, cười hết cỡ đi. Ok. Rồi. Nhanh lên, cười nào. Hết cỡ nha, tươi hết cỡ nào. Khi nào bạn Đức Anh thổi nến thì các bạn hát bài chúc mừng sinh nhật nhá. Happy birthday nhá. Cái này chị đang cắm ở giữa nhỉ? Ở giữa đúng không? Rồi. Ngồi xanh hơi lỏng lỏng.
đóng hôm qua rồi mà. Hôm qua anh ấy tiêm. Ủa đẹp quá này, sao mày lại đẹp thế nhỉ? Này có tiêm thế. Bố Thái qua đây. Thế đó ấy là giữa kìa. Bố Thái. Bố Thái luôn. Rồi bắt đầu thổi nến đi. Rồi, 1 2 3. Thổi nến đi Đức Anh ơi. Hát bài. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2020. Bé con ngậm tay thế, cười tươi lên nào, ông chụp ảnh nào. Tuyết tươi lên nào. Sang năm này thành thiếu nữ rồi. Tươi hết lên, thả tim đi. Dì Hà cắt bánh cho cháu đi. Chúc mừng sinh nhật. Cười à? Bi thả tim. Con làm nào? Con làm kiểu như này cho bố Thái chụp lại một kiểu đó, cầm tay cắt bánh nhá. Cứ để số chậm. Rồi, cười lên. Rồi, 2, 3. Rồi, cắt đi, ấn xuống đi. Cắt bánh xuống. Cho xuống đi. Đây. Làm đi, cắt luôn đi. Rồi bắt đầu thổi nến đi. Rồi, 1 2 3. Thổi nến đi Đức Anh ơi. Hát bài. Hôm qua mi lại về à? Lúc là đấy khi nghỉ buổi
nay là ngày 22 tháng 10 năm 2020. Bé con ngậm tay thế, cười tươi lên nào, ông chụp ảnh nào. Tuyết tươi lên nào. Sang năm này thành thiếu nữ rồi. Tươi hết lên, thả tim đi. Gì Hà, cắt bánh cho cháu đi. Chúc mừng sinh nhật. Cười à? Bi thả tim. Con tim nào? Con làm một kiểu như này xong cho bố Thái chụp lại một kiểu đó, cầm tay cắt bánh nhá. Cầm tay cắt bánh. Còn lát nữa gì sẽ lấy xong. Cứ để số chậm. Rồi, cười lên. Rồi, 2, 3. Rồi, cắt đi, ấn xuống đi. Cắt bánh xuống. Cắt bánh xuống. Cho xuống đi, cho xuống đi. Đây. Toàn là siêu nhân người nhiệt nhé.